Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trình bày lại những điểm chính trong quản lý bệnh nhân sơ phổi vô canh và bệnh phổi mô kẽ trong hội nghị hô hấp châu Âu thời gian vừa qua. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có những nội dung như chẩn đoán, theo dõi, khuyến cáo điều trị, thông tin từ các thử nghiệm lâm sàng và bằng chứng trong đời thực. Chúng ta biết là IVF sơ phổi vô canh là bệnh tiến triển có tiên lượng nặng nề được so sánh ngang với ung thư. Do đó chúng ta cần nhận diện sớm và can thiệp kịp thời để làm sao chặn được tốc độ sụt giảm chức năng phổi, từ đó cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Và không chỉ IVF mà những bệnh phổi mô kẽ khác sơ hóa cũng có thể phát triển kiểu hình tiến triển. Ở đây nếu mà phân loại bệnh phổi mô kẽ dựa trên hành vi của bệnh thì chúng ta sẽ có một dạng là không tiến triển, thì cái này rất là tốt cho người bệnh. Một dạng tiến triển nhưng mà vẫn còn đáp ứng với thuốc điều hòa miễn dịch ít nhất là trong thời gian ngắn. Và dạng thứ ba là tiến triển bất chấp là chúng ta có điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Thì dạng này gọi là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Về cách tiếp cận bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ thì chúng ta có cách là gom lại hay tách ra thành từng bệnh. Nếu tách ra thành từng bệnh thì sẽ rất tốt cho việc chẩn đoán chính xác. Tuy nhiên nó sẽ làm giới hạn cái tiếp cận điều trị của chúng ta, bởi vì chúng ta cũng rất là khó để xây dựng guideline cho cần hơn 200 bệnh phổi mô kẽ. Do đó chúng ta sẽ gom lại, và chúng ta gom lại không phải là theo cách mà vô tổ chức, mà chúng ta sẽ gom lại theo cái mục tiêu của chúng ta có tổ chức, có nghĩa chúng ta sẽ gom lại theo mục tiêu của chúng ta liên quan tới diễn tiến bệnh, liên quan tới hành vi bệnh, liên quan tới đáp ứng điều trị của chúng ta. Và đó là cách chúng ta đang phân loại bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Chúng ta biết rằng trong nhóm bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển, nó là tập hợp của nhiều bệnh phổi mô kẽ khác mà có chung một đặc điểm là sơ hóa tiến triển, với IVF sơ phổi vô canh là hình mẫu. Dù cho bệnh nhân là bệnh phổi mô kẽ liên quan tới bệnh mô liên kết, hay là bệnh phổi mô kẽ viêm phổi tăng mẫn cảm, hay những bệnh phổi mô kẽ khác, nhưng bệnh nhân vẫn có một tỷ lệ nhất định sẽ phát triển là sơ hóa tiến triển, và chúng ta gọi là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Và làm sao chúng ta đo lường được sự tiến triển? Chúng ta đo lường được sự tiến triển dựa vào triệu chứng của bệnh nhân, dựa vào chức năng phổi của bệnh nhân như là FVC, DLCO, dựa vào khả năng gắng sức, đợt cấp, nhập viện, và quan trọng là thay đổi trên HRCT của bệnh nhân, là thay đổi mức độ hoặc cấu trúc của dạng sơ hóa, thay đổi điểm định lượng sơ hóa trên HRCT, và những dấu ấn sinh học cũng có thể góp phần cho chúng ta là đo lường được sự tiến triển. Tuy nhiên dấu ấn sinh học thì hiện nay thường là sử dụng trong nghiên cứu. Trong ERS cũng cho chúng ta giới thiệu cho chúng ta một số những cái biomarker nó có liên quan đến tiến triển cũng như tử vong của bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ. Ví dụ như ở đây là SPD là sự bốc tăng protein D liên quan đến tiến triển của bệnh, và CA125 liên quan đến tử vong của bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ. Vai trò hội chẩn đa chuyên khoa rất là quan trọng và được nhắc tới trong nhiều phiên hội thảo của ERS. Thì tôi cũng nghĩ rằng chắc là không có bệnh nào mà chúng ta cần phải hội chẩn đa chuyên khoa như bệnh phổi mô kẽ, bởi vì nó quá là phức tạp đi. Và trong hội chẩn đa chuyên khoa thì chúng ta yêu cầu phải có bác sĩ phổi học rồi, thì đương nhiên rồi. Bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh đó là yêu cầu tối thiểu. Ngoài ra khi cần chúng ta có thể mời thêm bác sĩ về cơ xương khớp, bác sĩ về giải phẫu bệnh nếu như bệnh nhân cần phải làm giải phẫu bệnh. ERS cũng cho chúng ta giới thiệu cho chúng ta một cái khuyến cáo mới về sarcoidosis. Thì trong sarcoidosis chúng ta sẽ chia ra mức độ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao. Và chúng ta biết rằng trong sarcoidosis không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng điều trị. Nếu bệnh nhân ở nhóm nguy cơ thấp mà chúng ta điều trị, nhiều khi chúng ta còn gây hại nhiều hơn là có lợi cho bệnh nhân. Và sarcoidosis chúng ta chỉ điều trị khi mà nguy cơ cao hoặc là bệnh nhân có những ảnh hưởng quan trọng lên chức năng, lên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và nếu phải bắt đầu điều trị thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị với glucocorticoid. Còn khi bệnh nhân có tiến triển hay tái phát, chúng ta sẽ xem xét tiếp với methotrexate hoặc những cái thuốc đề mặt khác. Và điều trị bước 3 thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc sinh học. Và bước cuối cùng chúng ta có thể xem xét rituximab cũng như là những cái thuốc ức chế JAK. Một vấn đề khó khăn cho chúng ta là quản lý và điều trị bệnh phổi mô kẽ liên quan tới bệnh mô liên kết là CTD
CTD-ILD cũng đã được tác giả Matikov nói trong bài trình bày của ông trong hội nghị. Thì thực ra những cái mà chúng ta đang gọi là bằng chứng của điều trị tiêu chuẩn với những cái thuốc mà ức chế miễn dịch ở đây, thì bằng chứng như thế nào thì chủ yếu sẽ đến từ những nghiên cứu quan sát, những nghiên cứu loạt ca, mà những cái thử nghiệm lâm sàng thì rất là ít. Ở đây chúng ta thấy là không có những cái thử nghiệm lâm sàng RCT trên bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ liên quan đến viêm khớp dạng thấp. Và chỉ có một vài cái RCT liên quan tới bệnh phổi mô kẽ liên quan đến sơ cứng bì. Do đó chúng ta cũng biết rằng trong bệnh phổi mô kẽ liên quan đến bệnh mô liên kết cũng có một tỷ lệ khá là nhiều những bệnh nhân có biểu hiện sơ hóa tiến triển. Và liệu những cái thuốc mà điều trị tiêu chuẩn nó có đủ giúp ích cho bệnh nhân hay không? Kháng sơ có vai trò gì trong cái vấn đề này thì cũng đã được trả lời trong nghiên cứu INBUS. Trong nghiên cứu INBUS là những bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển, và trong đây thì có nhiều nhóm bệnh. Ví dụ như viêm phổi tăng mẫn cảm, ví dụ như bệnh phổi mô kẽ liên quan đến bệnh mô liên kết. Thì chúng ta thấy là trong nghiên cứu này hơn 25% là bệnh phổi mô kẽ liên quan đến bệnh mô liên kết. Và những bệnh nhân của chúng ta đều được điều trị tiêu chuẩn, cộng với đó là chúng ta sẽ điều trị kháng sơ. Và nghiên cứu này cũng chứng minh được rằng nếu chúng ta điều trị kháng sơ bằng nintedanib thì sẽ giúp cho bệnh nhân chậm đi tốc độ sụt giảm chức năng phổi, trong khi những nhóm mà không điều trị cộng thêm với những thuốc kháng sơ là nintedanib thì bệnh nhân có một sự sụt giảm chức năng phổi rất là nhanh chóng. Một cái thuốc kháng sơ nữa là pirfenidone trong nghiên cứu RELIEF. Thì chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu này thì những bệnh nhân mà được sử dụng kháng sơ với pirfenidone thì người ta đều giữ được tốc độ sụt, không có sụt giảm chức năng phổi nhiều như những bệnh nhân mà không điều trị. Tuy nhiên là nghiên cứu này rất tiếc đã được kết thúc sớm do tuyển bệnh chậm và cái số liệu thì không đủ như ban đầu nhóm nghiên cứu mong muốn. Tiếp theo với những thành công của nghiên cứu INBUS thì trong nghiên cứu INBUS-ON là bệnh nhân sẽ tiếp tục được sử dụng nintedanib nếu trước đó bệnh nhân trong nhánh là đang điều trị nintedanib, và nếu bệnh nhân đang trong nhánh placebo trong nghiên cứu INBUS thì sẽ tiếp tục vào nghiên cứu INBUS-ON và bệnh nhân sẽ bắt đầu sử dụng với nintedanib. Thì chúng ta thấy là kết quả tương đồng trong hai nhóm này. Trong kết quả của nhãn mở của nghiên cứu INBUS-ON thì chúng ta thấy rằng là độ sụt giảm FVC của bệnh nhân sử dụng nintedanib sẽ tương đồng trong nghiên cứu INBUS và nghiên cứu INBUS-ON. Về những cái tác dụng phụ của thuốc thì cũng tương đồng trong hai nghiên cứu và hai nhóm điều trị. Và một cái ước tính sống còn của bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển với bệnh phổi sơ phổi vô căn thì chúng ta thấy như thế nào? Dữ liệu từ những nghiên cứu như đối với nghiên cứu INBUS trong bệnh nhân là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển và bệnh nhân sơ phổi vô căn trong nghiên cứu TOMORROW, INFUSIT 1 và 2 và INFUSIT ON thì chúng ta sử dụng những cái mô hình thống kê và thấy được rằng là có sự tương đồng về lợi ích trên tỷ lệ sống còn 5 năm của nintedanib trên bệnh nhân thuộc cả hai nhóm là sơ phổi vô căn cũng như là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Phân tích kết cục của bệnh nhân sơ phổi, bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển, dữ liệu từ nghiên cứu INSIGHTING thì chúng ta thấy như thế nào? Ở cái thống kê này chúng ta thấy rằng những bệnh nhân mà IVF ở đây là có tiên lượng xấu nhất. Bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển tiên lượng cũng xấu nhưng mà nó còn đỡ hơn là IVF. Và đương nhiên là những bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ nhưng mà không có tiến triển thì còn giữ được cái tốc độ, cái sống còn của bệnh nhân vẫn tốt hơn hai nhóm kia. Một dữ liệu thực tế của bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển từ cái dữ liệu đời thực là từ PROGRESS study, chúng ta thấy rằng những bệnh nhân mà không có điều trị kháng sơ thì người ta có tốc độ sụt giảm chức năng phổi rất là nhanh chóng, và việc sụt giảm chức năng phổi nhanh chóng như vậy nó sẽ là một cái báo động cho tử vong của bệnh nhân tăng lên, sống còn của bệnh nhân thấp lại. Vẫn còn, điều này chứng tỏ là vẫn còn một nhu cầu chưa được đáp ứng để làm chậm sự tiến triển của bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Ở đây là tôi đã tóm tắt xong những cái điểm chính trong cái phiên hội thảo của ERS về bệnh phổi mô kẽ và sơ phổi vô căn. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp.